Hello, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại đến với kênh của mình là Zombie đây. À không, các bạn đợi mình xíu. Ok, và mình đã trở lại ở đây, mình là Zilcat. Và chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái video về Minecraft có liên quan đến Zombie nha. Đó, ngày hôm nay rất là liên quan đến Zombie cực kỳ đặc biệt. Và cái bên mình đây chính là Burkby. Ok, hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Burkby đây, và hôm nay thì chúng ta sẽ có tiếp tục làm một cái video mà mình chơi cùng với Zilcat nữa các bạn ơi. Ok, yeah, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nha. Trước khi xem video này, nếu các bạn thấy thích thì đừng quên ấn nút like cũng như là đăng ký kênh của mình. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận những video mới nhất từ kênh của mình nhé. Và bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Ôi, báo thức. Ôi. À, vậy là trời đã sáng rồi các bạn ơi. Thôi, một ngày mệt mỏi. À, quên mất. Ngày hôm nay mình có rất là nhiều cái công việc để mà bắt đầu cái công cuộc thí nghiệm mới của mình về những cái sinh vật bí ẩn. À, bây giờ mình sẽ đi ra bên chợ ngoài chợ cái đó. Trước khi ra ngoài chợ thì mình ở đâu? Đâu trong nhà mình đâu ai đến nấu đồ ăn sáng đâu. Thôi kệ đi, để mình ra chợ kiếm cái gì đó mua ăn luôn. Trong lò nướng cũng hết thức ăn rồi. Đi xuống xem nào. À đúng rồi, ngày hôm trước mình có bắt được một con zombie để làm một cái vật thí nghiệm, nhưng mà mình có một cái thí nghiệm mới hơn ở bên đây. Đây là những cái thí nghiệm bị lỗi giữa heo và con nhện. Nó sẽ ra cái này bị lỗi rồi, không thể nào mà dùng cho chiến đấu hoặc là bảo vệ mình được. Còn đây là con người trong bóng đêm quái vật, nhưng mà mình đã tạo ra một cái con gì đó khá là ngu người. Và con này cũng là một sản phẩm lỗi luôn, nên vì vậy mình sẽ nhốt tụi nó trong đây. Chắc mà ai mà vào nhà mình chắc có lẽ sẽ rất là đáng sợ đây. Và tiếp theo là cái dự án về thí nghiệm mới của mình sẽ tạo ra một cái con zombie khổng lồ đột biến, và nó sẽ giúp mình đi tìm tài nguyên cũng như là bảo vệ nguồn mình khỏi những cái con quái vật. Mình sẽ sử dụng nó như là một đệ tử tay sai vậy đó các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ đi thôi. Trước khi đi ra ngoài thì mình cần phải đeo mặt nạ vào đây để người ta tránh biết mình là ai. Rồi đó, nếu mà người ta biết mình là ai thì sẽ bị bắt mất, tại vì đây là những cái thí nghiệm phi pháp và không có an toàn chút nào hết. Thôi được rồi, đóng cửa nhà đi thôi. Chợ ngày hôm nay khá là vắng, có vẻ như là mọi người vẫn chưa thức thì phải á. Ảo thuật hả? Wow. Ôi, ông này biết ảo thuật các bạn ơi. Ôi, ông là ai đây? À, xin được giới thiệu, ta là chủ thương nhân Burgerby, hay cậu có thể gọi ta là một cái tên là B hoặc là Burger cũng được. Ok, rồi tôi sẽ gọi là Burgerby đi, ta vẫn thích okay, người ta gọi Burgerby hơn. Ừ, được rồi. Ở đây, nhưng okay. Mà ở đây là ông bán cái gì đây? Ở đây tôi thấy cái gì mình gì đen, thích cơ vậy? Đến với cái gian hàng của ta thì cậu sẽ được chiêm ngưỡng rất là nhiều những cái món bảo vật. Wow. Nói chung là đây là đều những cái món bảo vật đều có khả năng là tạo ra phép thuật được. Đây, ta sẽ lấy ví dụ như cái búa này đi. Cái búa này có công dụng là gì? Ông cho tôi xem nào. Cậu có thể đập đá. À, đập đá à? Đánh nhau được không? Tôi dòng đánh nhau nào. Đánh nhau luôn. Ui, ngồi tôi. Ui, mạnh vậy? Ui, ê, rồi, sao? các bạn tay tím này là gì? Bàn tay tím này, đây là một cái bàn tay có pháp thuật, có khả năng là nhấc bổng mọi thứ lên. Đâu, ông nhắc cho tôi xem nào. Trời, tôi nghe ông giống như là xạo keo á. Ui. Wow. Đâu, ông có thể cho tôi mượn test một tí được không? Trời, cái gì cũng có cái giá của nó ấy. Ok, ông này keo kiệt quá các bạn ơi. Nhưng mà... cả món đồ đây đều được bán với giá $5 mà thôi. $5 mà thôi, chỉ $5 thôi. $5 là cậu sẽ có thể sở hữu được một món đồ có sức mạnh khác thật. Bây giờ tôi có $19 không biết được mua được cái gì đây ta. $19 để mình xem nào. À nhưng mà đây là bình thuốc gì đây không? Ông có thể phát biểu công dụng của nó không? Cái này có thể làm được gì khi mà tôi mua về? À, khi mà cậu mua cái bình thuốc này về á, thì đây cậu khi mà cậu ném vào một cái đồ vật nào đấy hay là một con vật thôi, khoan từ con vật thôi đấy, thì nó sẽ biến thành trực ra thì ông chưa biết, nhưng ta nghĩ là
À, chắc là cái này dùng cho thí nghiệm phải không? Chính xác rồi ạ. Đúng rồi. Vậy đây là cái món đồ mà chỉ biết một thứ gì rất là tốt. Ok, tôi đã hiểu rồi. Vậy đây chính là món đồ ở trong sách mà tổ tiên của mình đã để lại rồi các bạn ơi. Đây là cái thứ mà có thể hả tạo ra cái con quái vật kinh khủng nhất ở trong chính xác. Kiểu như là biến thành đột biến vậy đó. Tôi sẽ lấy hai bình nha. Phải là 10 đô phải không? Rồi, đưa ta tiền nào. 1, rồi, ok, 2, 3, cảm 4, ơn 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy. Và tôi sẽ lấy theo một cái bàn tay 5 đô nữa. Đây. Rồi, ok. 2, 3, 4, 5. Và tôi còn 4 đô à. Ông có thể khuyến mãi tôi một cái búa không? Được rồi, đây, ta cho ngươi một cái búa luôn. Đó, 9 đô đó, tổng cộng 9 đô. Đây. Ok. Rồi. Ok, cảm ơn ông nha. Ôi, cuối cùng mình cũng đã mua được bàn tay. Nay sử dụng sao đây? Là cậu cần phải sử dụng hợp pháp của cái này á. Ok, tôi sẽ sử dụng hợp pháp. Wow. Rồi ạ, cẩn thận nha. Ôi. Wow. Ok, sorry ông nha. Ui, các bạn ơi. Mình có thể điều khiển được nguyên cả một cái cục đá luôn. Wow, để mình thử ném lên trên tòa nhà xem nào. Cái này có thể xây nhà cực kỳ nhanh luôn. Để mình ném thằng ông bán đồ nào. thôi, mình sẽ đi. Có nên ném cỏ được nữa à. Wow. Ghê thật. Thôi được rồi, mình sẽ không đùa nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành chế tạo thôi. Hay là cái bàn phù phép của mình. Mình sẽ nghiên cứu sách một tí nữa. Rồi, mình sẽ vào đây nghiên cứu nè. Tìm hết cái chỗ sách này mà vẫn không thấy cái nào công dụng nữa. À, mình chỉ còn thiếu lại một người để mà làm vật thí nghiệm nữa thôi. Nhưng mà phải cần dân làng nữa. Ây, thật là khó kiếm mà. Mình sẽ tắt cái đuốc đi thôi. Ai gọi đi giả đây nhỉ? Ủa? Các bạn ơi. Vậy là mình đã có vật thí nghiệm rồi nha. Ây, tôi chính là người gọi pizza đây. Ờ, đúng rồi. Khoan, trước khi mà ăn pizza là mời ông vào đây uống nước, ăn bánh uống trà gì đó. Đây là cái phòng đặc biệt dành cho những cái người mới. Trông hay ta. Ông thử vào đưa xem này. Đó, có đồ chơi bên đó đó. Đó, ông hãy cứ bình tĩnh nha. Để tôi cho em xem màn ảo thuật nè. Trong phòng đó. Này thì sẽ đẹp lắm chứ vậy. Rồi, bây giờ ông hãy ở trong đó luôn nha. Có con zombie này. Con zombie này, trông con zombie này có vẻ đáng yêu. Ok, ông cứ đó nha. Tôi đi chuẩn bị một ít bánh này. Ok, nhớ quay lại sớm nha. Ok, tôi còn phải đi ship về đưa tiền cho cửa hàng rồi. Ok, không? Rồi các bạn ơi, rồi mình sẽ đây, mình sẽ chuẩn bị thuốc nào. Rồi, lấy thêm một ít sách. Rồi, được rồi. Giờ mình sẽ xuống dưới kia và pha chế thuốc thôi. Hey, ông ơi, dân làng. Cậu quay lại rồi sao? Nhanh vậy. Đây, tôi đã chuẩn bị cho ông một ít đồ nè. Đó. Và hãy xem đây. Tôi là công chủ. Vậy là mình đã thành công rồi các bạn ơi. Mình đã chế tạo ra được một cái con quái zombie khổng lồ. Mình sẽ gọi tên nó là Bi đi. Ê Bi, zombie Bi, người hãy phá cái lồng sắt này mà đi ra ngoài đây xem như thế nào nào. Ôi, zombie đã phá được cái lồng sắt các bạn ơi. Cái lồng sắt này được làm từ sắt cực kỳ hiếm trên hành tinh này. Nhưng mà con zombie này nó phá trong vòng một nốt nhạc à. Wow, công nhận. Tôi làm cái gì? Wow, tuyệt vời. Rồi, bây giờ ngươi hãy đi theo ta nào zombie. Mình sẽ ra đây test sức mạnh của nó để xem là nó mạnh được cỡ nào đây. À đây, ngươi thấy trước mặt ngươi là một cái bóng màu tím tàng hình không? Ôi, bây giờ là tôi phải giết nó à? Đúng rồi, nó chính là cái tên thí nghiệm thất bại của ta, nhưng mà nó rất là phá hoại. Bây giờ ta cần ngươi xử nó cho ta. Tiến lên nào zombie. Ok, công chủ. Wow, zombie thấy vậy chứ rất là trâu bò các bạn ơi. Được, đây chính là vật thí nghiệm huyền thoại của mình rồi. Nếu mà, ơi, ngươi có kỹ năng đặc biệt gì không vậy? Sao đánh nó khó? Wow. À, như vậy là cái con Enderman mà thí nghiệm lỗi của mình đã bị bốc hơi bởi zombie rồi. Công nhận manh thật. Đã hạ nó trong 3 giây. Rồi được rồi, zombie, hãy đi theo ta nào. Ta có một số việc cần nhờ người giúp ở bên đây nè. Đi thôi. Ủa, có vẻ như zombie này đi khá là chậm các bạn ơi.
ok, nhanh, nhanh lên nào. Đó, ngươi, trước mặt ngươi có thấy gì không? Ngươi thấy trước mặt nó là gì không? Ồ. Đó, đây chính là quái vật tuyết ma quái. Rất là mạnh nha. Ui, 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 đánh, đánh, đánh á. Cứu thằng zombie. Và đây là màn solo tay đo giữa zombie của mình và quái vật tuyết ma quái. Zombie, ngươi có kỹ năng gì thì hãy tung ra cho ta xem nào. Để đánh mạnh hơn hay gì đó. Wow. Rồi, con zombie của mình có thể hạ được tuyết ma quái các bạn ơi. Tuyết ma quái là một cái con quái vật cực kỳ mạnh ở trong ngôi làng này và nó thường đi lấy cá của người dân. À, còn một con zombie nữa nè. Đây chính là con zombie anh em gì đó. Thằng nghe nói rất là giống ngươi. À, giờ ngươi có thể xử nó giúp tao. Trên trong cái khu phố này chỉ tồn tại là một kẻ mạnh nhất thôi. Nên vì vậy là xử luôn đi. Đây, nếu mà không lại ta sẽ dùng phi tiêu giúp ngươi nè. Đó. Ok, được rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi về thôi. Bây giờ mình sẽ nhốt cái con zombie này vào lồng các bạn ơi. Đi thôi zombie. Giờ mình sẽ nhốt nó vào lồng và mình đi ngủ một giấc. Sáng mai mình sẽ tiếp tục làm thí nghiệm cho nó trở lên khổng lồ hơn nữa. Để mà có thể giúp mình những cái công việc lớn hơn, như là giết mấy con rồng Ender chẳng hạn. Rồi, bây giờ thì đi vào và ngủ thôi. Rồi, không biết là nó có thể đi qua cánh cửa này không nữa. Ok, ngon. Rồi, đi vào lồng đi, zombie. Rồi, ở đây nha, ta đi ngủ đây. Rồi, ta đi coi mấy cái con vật thí nghiệm ta có thể nâng cấp được hay không. Ui, hình như là mình nghe thấy đâu đó có tiếng lửa chảy thì phải á. Ui, cái gì đây? Ui, zombie nó dám tấn công mình các bạn ơi. Ui, đâu để mình quay lại ngôi nhà xem nào. Ui, zombie này nó dám phản mình à. Ui, ui, zombie. Rồi, mình sẽ đấu với nó nè. Mày. Cái tên này dám tấn công mình nữa các bạn. Rồi. Thôi, mình phải chạy thôi các bạn ơi. Ui, hình như con này nó bị điên rồi. Trời ơi, nó đánh mạnh vậy sao mà mình đánh lại. Ok, thì như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh của mình, cũng như là kênh của BurgerBVN, để mà nhận được những video mới nhất và hay như vậy nha. Đó, và zombie nó đã bị khùng rồi các bạn. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành.